Hôm qua thì cháu có nhận được một cái khoản là của hai chị Nguyệt Thúy là gửi cho cháu là 25 triệu không trăm là 41 nghìn. Chỗ này thì kéo gì đâu đó là cũng gần 600 đến độ tầm 700 mét cô bác. Dây điện thì là cháu lực mua là hết là 700 mét. Cái cây này tím tím này cô bác này, nhìn trong rất là dị này. Trên này thì có vẻ như có cái gì đốm đốm này. Sự hiểu biết của cháu lực cô bác nhá, là những cái bó củi này là đi vào trong rừng ấy là không, mình không nên đem về. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hiện tại thì cháu Lực đang ghi một cái thước phim sau cái thời gian mà xin giấy tờ rất là lằng nhằng về nhà của hai ông cháu, thì đến hôm nay thì cũng đã có tin mừng rằng là đã xin được kéo điện rồi. Và hiện tại thì ở phía bên kia thì mấy chú thợ điện đang làm cái công việc của mấy chú, cho nên là ra bên kia thì các chú bảo là không có nên ghi hình và không được ghi hình, cho nên là cháu Lực xin phép là không ghi hình nữa. Và bây giờ thì sẽ cùng anh Phòng là đi xuống đấy để mà lấy một chút điện. Em chào anh Phòng nhá. Chào em nhá. Hôm nọ thì có để dây điện ở nhà anh Phòng. Ở nhà anh Phòng thì là ở ngay đây cô bác, cho nên là sáng hôm nay thì mấy anh em thợ cũng không có đi làm cô bác ạ. Và cùng cháu Lực giúp đỡ cho ông Sò để mà kéo được cái đường điện về tới nhà. Đường điện của nhà anh thì là ở trên này anh Phong? Đúng rồi. Nhà anh là hai dây nữa. Nhà bố mẹ anh thôi, nhà anh bên kia rồi. Thế là nhà của hai bác là kéo từ đây đi hả anh? Đúng rồi. Không biết là ông đã ra chú nhà bác của anh bên kia chưa nhà anh à? Chả biết ra chưa. Cái buổi sáng nay thì cô bác ạ, là sau khi mà anh Phòng đi xuống dưới nhà làm ấy thì cũng biết là ông hiện tại đang gặp cái vấn đề là khó khăn về cái vấn đề là xin giấy tờ. Và sáng hôm nay là ông cùng với lại là anh Phòng đi để mà làm giấy tờ là xin được giấy để mà cho mấy chú thợ điện là về kéo. Anh cũng thấy ông chủ trang giấy tờ, anh tạm gác lại việc thi công nhà để anh hỗ trợ ông ấy về chạy phận chạy giấy tờ nhé. Vâng. Đấy, về cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu ấy, thì hiện tại là cũng đã chuẩn bị là được thu hồi rồi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì cùng với lại đội thợ với lại là cháu Lực sẽ giúp đỡ ông làm một ngày để mà kéo được cái đường điện này về tới nhà. Ui, dính nhiều quá. Ở chỗ khu nhà ở pha biên này thì có nhiều dính anh nhỉ. Buổi sáng cũng có mà tiến buổi chiều tối cũng có, hầu như là có cả ngày luôn. Đúng rồi. Này mà có dầu Phật Linh hay là dầu gió bôi thì hợp. Ây da, cái đôi dép mình tận dụng thế là cũng đến ngày nó tàn rồi. Cũng không đi được rồi anh. Sao nhỉ? Thưa cô bác, vợ chồng của anh Phòng thì năm nay cũng là một năm mà phải nói là khá là không may mắn đối với lại là vợ chồng của anh. Ở xa nhà của anh, vợ chồng của anh thì là ở phía quả đồi bên kia cô bác ạ. Đấy, nhưng mà không may là bị sạt lở rồi và đã di rời và ra bên đây ở nhờ của nhà với lại là hai bác một thời gian, để sau này mà hai vợ chồng có thêm kinh tế rồi thì sẽ tiếp tục là ra bên kia để mà tìm chỗ khác để mà dựng nhà. Anh có cầm kìm ra không đấy? Có, kìm trong nhà bố có sao? Anh ông Sò có vẻ là đi về hay sao ấy? Ông chả biết đi đâu ấy. Ông họ thì có để dây điện ở nhà anh Phòng của bác ạ. Hai bảy. Ờ, phúc giá mình Tuấn à. Bây giờ thì là có thể điện ra phía nhà của anh Phòng bên đó này. Bây giờ thì sẽ phải cắt là ra 100 mét trước để mà đi ra bên kia cho mấy chú là nấu trước. Để chiều, đến buổi chiều nay thì sẽ kéo dây điện.
Quận này là 100 mét ngoài đây à? Vâng, quận đấy là 100 mét ở ngoài. Cái lọ là khi mà em trở lên ấy, người ta bảo là em cắt rồi nhưng mà em bảo là trở về đến nhà ấy, rồi thì cắt sau. Thế cắt nha, cắt thế ra bạn để cho nó bùa cái kia nhá, xong tí kéo sang nối nhau anh xong. Bây giờ đằng nào tí mình cũng cắt mà, anh cắt ra 100 mét trước đi. Để đem sang bên kia để mà cho mấy anh thợ là đấu bên kia đấy. Anh đi tìm kim ấy. Dây điện này thường là tuổi thọ sẽ được tầm bao nhiêu năm anh? Anh tùy thôi. Chắc nó không được. Bị đứt là được đúng không? Đúng rồi. Mười mấy, 20 năm gì đấy cũng được đấy. Vậy cái này là phía bên này thì sẽ để là chiều nay kéo các bác ạ. Buổi sáng này thì chắc là mấy chú thợ bên kia cũng chỉ là lắp được công tơ này. Ê, hey, lấy đoạn này đi trước nhỉ? Vâng, anh cứ cầm đoạn này đi trước. Ê, bản ông xoa tập bé nó, chi phí nó. Vừa rồi thì ông sò là có đi xem cái chỗ mà đường dây điện là trước rồi các bác. Này tí đường dây điện của nhà ông sò thì sẽ kéo đi vào trong cái khu rừng. Cái là rừng của nhà bác nhà anh à anh? Đâu ạ? Rừng bên kia ấy. Dưới kia là. Dạ. Dưới kia là của nhà anh ấy. Nhưng mà một tí là có kéo dây điện qua đây không? Có chứ. Có à? Qua. Đại đa số là dây điện là qua rừng nhà anh nhiều ấy. Vâng. Thế là ở dưới khu dưới này là hầu như là đa số là những cái hộ dưới kia kéo điện là toàn đi qua rừng nhà anh à? Đúng rồi, toàn qua rừng thôi. Vâng. Đấy, thưa các bác, hôm qua để chỗ lực lại tiếp tục nhận thêm khoản là kinh phí của hai chị là Nguyệt Thúy gửi tới cho hai ông cháu. Thì một tí nữa chỗ lực sẽ tiếp tục là nói với lại ông sò. Thời tiết hôm nay nóng oi nhỉ, hôm qua tối qua vừa mưa. Hôm nay nắng cảm thấy nó bốc hơi từ dưới đất lên sao nóng. Ôi à. Cũng phải nói là từ lúc trở dây điện này cũng được tầm độ là 2 tuần rồi đấy. Thế tại vì là cái giấy tờ của ông thì gặp khó khăn về về người con của ông các bác ạ, là không có cái hình như là cái định danh gì ấy, thành ra là xin rất là khó. Nếu mà như tầm độ là 1 năm về trước thì là xin điện này rất là dễ dàng. Một tí là thế mà nếu mà kéo điện là đi qua rừng của nhà anh dưới này đi xuống nha. Đúng rồi, luồn qua dưới này xuống. Ông thì vừa rồi đã đi xuống đây để mà xem là cái chỗ đường điện là chuẩn bị là kéo vào rồi. Nếu mà không trục trặc về giấy tờ thì chắc kéo xong cách đây phải 1 tuần rồi ấy nhỉ. Vâng. Thứ ba tuần trước là đáng lẽ là buổi thứ ba là liên kéo ấy, nhưng mà xong lại giấy tờ không xin được. Không xin được thế là người ta lại không liên kéo. Phải cũng rất là biết ơn đến cái tình cảm của anh Phong đối với lại là cho hai ông cháu. Hai ông cháu thì không có xe các bác. Với lại là ông thì giờ nếu mà để mua xe cho ông thì ông cũng không có đi được nữa rồi. Thành ra là anh Phong thì cũng đã biết cái điều này và anh cũng giúp đỡ cho ông để mà xin được đi xin cái giấy tờ. Ông thì chắc là anh đưa đi xuống ấy chắc cũng lần lâu lắm là không xuống huyện rồi đấy nhỉ? Ông bảo là 2 năm không xuống huyện rồi đấy. 2 năm không xuống huyện rồi anh. Đúng rồi.
Anh đi về chút giấy tờ cũng gặp rất khó khăn đấy. Và thế thì anh cho em mượn mic một chút ra kia thì cho các cô làm. Đặt lúc đầu thì định kéo lại cột phía dưới này này cô bác này, kéo ở cột dưới kia, nhưng mà cột dưới kia là hiện tại là đang không có một cái ô nào trống rồi, cho nên là không có kéo được. Và quyết định là mấy chú là di chuyển sang bên bên này để mà kéo. Bên này thì xa hơn, độ đâu đó là tầm độ 50 mét gì đấy. Nếu mà một tí kéo thì sẽ, nếu mà đến buổi chiều hoặc là ngày mai kéo các bác thì sẽ kéo là xuyên thẳng cái cánh rừng này đi xuống dưới, tại vì là cũng có cái dây đường điện của người ta xuống rồi, cho nên là chỉ kéo mắc theo là cái cột điện của hàng xóm người ta xuống thôi. Ông thì là hiện tại là đang đang ở phía bên dưới này này các bác này. Đấy, nhưng mà không biết là ông đi đến đoạn nào rồi. Ủa, này có cây to rất là to này các bác này, có hai ba cây, hai ba cây thì nếu mà để cưa làm nhà thì đây, đây thì các bác nhìn thấy đây cũng có rất là nhiều những cái dây điện mà nó rườm rà. Thế hầu như là bà con là kéo ra phía bên này cũng chỉ là mắc theo những cái cột cú đi thôi. Không biết là ông đi đến tận đâu rồi. Ra phía bên này thì chỗ lưng mình thấy là có một cái ngôi nhà ở bên này. Thử đi xuống đây xem một chút là ông có dưới này không. Ông sao ơi, ông sao à, ông sao ơi, mạnh thì đang ở nhà hay đang ở đâu không? Em cũng biết chơi ở nhà. Là chơi ở nhà. Vâng. Và thế thì sau một thời gian thì cũng được là anh phòng là giúp đỡ ông là đi xuống dưới huyện để mà lo cái phần là giấy tờ ấy, thì đến hôm nay thì mấy anh em các chú bên điện lực thì là sẽ ra để mà lắp công tơ cho ông. Vâng. Đấy, còn nếu mà buổi chiều hôm nay ông cháu mình kéo được điện thì sẽ kéo điện, còn không thì sẽ để ngày mai. Thế thì ông có thấy vui mừng không khi mà nhà mình có điện để dùng không? Có rồi, cũng có mấy mấy mừng mấy về rồi. Và ông gửi một lời chào tới các bác ông nhé. Vâng, chào à. Các bác các chị nhá. Vâng, đấy, ở đầu video thì cho cháu xin được nói thêm một chút này. Hôm qua thì cháu có nhận được một cái khoản là của hai chị người Thúy là gửi cho cháu là 25 triệu 041 nghìn. Đấy, và trong đó thì là 9 triệu thì chị sẽ để mà dùng kéo điện. Đấy, còn là vừa rồi thì cháu cũng đã giả cho bên điện lực là tiền công của người ta lên đấy. Là đâu, cho cháu xem phiếu đấy. Đây, ở đây là cái phiếu mà vừa rồi cháu có nộp vào cái tiền phiếu cho ông của bác này. Và là hết đi là 700, là 40.000 của bác nhá. 738 thì không có tiền lẻ thì cháu được gửi cho mấy thợ mà mấy chú tiền điện đấy, là 700 là 40.000. Ở đây thì có chị Thạch Thị Lý này, thì chị là người mà lên là lắp điện cho cháu Lực, cho nhà ông Sò cô bác ạ. Đấy thì về những cái khoản 9 triệu đấy thì là cháu sẽ chi đi là mua dây điện với lại giả thêm cái tiền mà tiền công của mấy chú mà lên lắp cho ông nhá. Đấy, và thêm là 4 triệu thì là chị sẽ bảo là mua thêm một cái tách, một cái tách nữa cho ông. Đấy thì hiện tại là cái tách là chưa về được. Đấy, và còn số tiền là còn 12 triệu còn lại. 12 triệu còn lại thì sẽ để cho chị là sang tuần thì chị sẽ nói với cháu là để vào tiền quý hay là chị như thế nào, dùng vào cái việc gì thì cháu sẽ tiếp tục là lên trên kênh để mà nói. Thí dụ như là số tiền là 12 triệu ấy để vào quý thì cháu sẽ tiếp tục là xuống nói cho ông để cho ông biết ông nhé. Đấy, còn bây giờ thì ông cháu mình đi xem về cái chỗ khảo sát cái đường điện xem là để kéo một chút ông nhé. Và thế thì ông đi trước đi ông. Đấy, cháu Lực cũng xin thay mặt là hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy rất là nhiều.
cảm ơn tấm lòng vàng của chị đã luôn luôn yêu quý tới cho hai ông cháu. Đây, hôm nay ông đi giày rồi à? Đấy, cháu cứ bảo với ông ấy, khi mà các bác gửi đồ cho ông ấy thì ông cứ xài đi nhá. Tại vì là không phải là ông không thích đâu các bác ạ, mà ông rất là thích, nhưng mà ông để lại là có những cái dịp gì ông ấy đi. Hôm nay đi du thì đi hay là đi giày đi được rồi. Vâng. Khi đó đi một tí là tuột đi. Vâng. Thế ông đi đôi giày đấy ông có thấy chắc chắn không? Chắc chắn rồi. Vâng. Đời bám chắc lắm à. Đi nó mềm chân ông nhỉ? Ừ. Cháu cũng có một đôi, ông cũng có một đôi đấy. Ở dưới nhà kia có chó ghê lắm không ạ? Hai con đấy. Đấy, hiện tại thì là các chú thợ là các chú thợ điện đấy cô bác, là các chú vẫn đang là lắp một cái cung tơ đấy. Hôm nay thì là do là ở phía cột ở gần nhà ở khu này này cô bác này là không có cái cột nào nữa rồi, cho nên là bắt buộc là phải lắp cung tơ mới đấy. Và ở phía bên kia thì hiện tại là các chú đang làm rồi. Nếu mà kéo thì đi vào đường nào không? Đi đường này. À, đi xuống đường này đúng không? Thế ông cháu mình đi xuống ấy để mà xem cái đường điện một chút không nhỉ? Theo bên này đi. À, từ theo bên này đi à ông? Ở bên này thì có vẻ như là chưa có người ta kéo nhỉ? Chưa ai kéo. Vừa rồi cháu thấy là dưới kia có một chỗ là có nhiều dây điện quá. Cháu tưởng là đi vào đường đấy. Vào dưới đây có nhiều lắm. Đúng rồi. À. Thế là ông cứ xem là cái đường nào mà đi xuống nhà ông là gần hơn đấy. Yeah. Cái này thì nhà của thợ thì cũng cho ông ấy kéo rồi. Đấy, hiện tại thì là cuộn dây điện này các bác này thì cũng đã vận chuyển ra tới phần phía bên này rồi. Đấy, thì có thể là nếu mà chiều nay sẽ kéo được thì sẽ kéo luôn. Vâng. Từ ở đây thì có cây nhỏ cho nên là không có ảnh hưởng gì tới ra dây điện cả cô bác ạ. Ông xem là những cái chỗ nào mà đi qua thì ông là phát luôn ông ạ. Ừ. Để tí đi lại cho nó dễ dàng hơn một chút. Tí là trèo đi này đúng không? Ừ. Nhưng mà vừa rồi là để một tí nữa mình ra chuẩn bị sau ông ạ, cái đấy. Cái này là rừng của nhà anh thợ đúng không? Ông? Không phải đâu. Không phải á? À? Nhưng mà ở đây là người ta cho kéo đúng không? Cho kéo. Vâng. Xong mai đi bảo. Vâng. Mai ông cầm thêm một chai rượu đi. Hầu như là bà con ở trên vùng cao quá, khi mà đi xin cái gì ấy thì là ít khi cầm bánh kẹo lắm, cầm một chai rượu đi. Như kiểu là có rượu nói với chuyện nó dễ dàng hơn sao á. Đi tỉ mắc cây nó không có chặt. Nhưng mà mình không chặt cây của nó đâu. Vâng. Mình lấy cái dây mình buộc vào thôi. Này là hôm qua ông cũng vào xem một lần rồi à? Sáng nay đấy. À. Lấy vừa đi con. Vâng. Hôm nay thì mấy anh em thợ cũng nghỉ một ngày để mà phụ giúp ông các bác. Tại vì là không có ai để mà giúp ông ấy. Ôi, chỗ này có vẻ như rậm rạp phết đấy ông nhỉ? Đấy, chỗ này thì kéo gì đâu đó là cũng gần 600 đến độ tầm 700 mét cô bác. Dây điện thì là cháu lực mua là hết là 700 mét. Đấy, còn dư còn lại thì là sẽ để lại cho mấy ông cháu. Vâng. Ôi, chỗ này như kiểu là chưa có ai kéo đâu ông nhỉ, chỗ này ấy. Chưa ai kéo đâu. Chỗ này chưa có ai. À, dưới kia có đấy không? Ôi, dưới này có sâu không ông, chỗ này ấy? Sâu đấy. Thế một tí kéo, mình kéo đi vào đường nào không? Rồi, cháu xem ở phía bên này một chút nào.
một tí kéo là thẳng đây luôn không? Nếu mà kéo ấy. Ừ, chắc kéo thẳng xuống đây với mấy cây hồ, nó chặt cây to đi. À. Nó không vướng đi. Rừng của nhà anh thợ phòng là ở là rừng nào không? Rừng đó dưới đường này. À. Bên bên kia đấy. À. Những cái tí cây to to thì nếu mà kéo thì phải né ra không ạ? Vâng. À, đi cẩn thận ông nhá. Kéo xuống đây. Nếu mình kéo không có cho quăng máy, mấy kia nó chặt cây thì kéo cho nó trùng thôi ông ạ. Cho nó thả xuống thì chặt cây thì nó không ảnh hưởng gì. Kéo cho nó căng là mình căng quá là sau này nó sẽ rất là dễ là bị đứt, cho nên là mình không thể kéo được căng được. Ở đây thì hầu như là ở trên bản đấy các bác, ai kéo điện ấy thì cũng đều là kéo theo cách này cả đấy, không có một đường là dây điện là riêng cả. Ở đây thì may mắn là còn được người ta cho kéo qua cái đất của người ta rồi đấy. Đấy, hôm nay thì cháu Lực sẽ cùng ông là đi khảo sát trước cái đường điện để mà kéo. Đấy, ở phía bên kia thì hiện tại là các chú thợ điện ấy, là các chú đang lắp công tơ rồi. Đấy, chỉ cần đến có thể là đến ngày mai thì sẽ kéo được điện là về tới nhà của ông. Có vẻ như ở đây nghe thấy tiếng mạnh đấy ông nhỉ? Đúng rồi, muốn chết đấy. Dốc lên mà. Chủ muốn cây gì? Ui. Có vẻ như rừng này cũng ít ai đi lại không nhỉ? Ít đi lại thôi, thấy cây này nó không có cành khô nó dơ thì à. Không ai đi qua vào đây lấy củi nhỉ? Ừ. Mạnh thì sáng nay đi học là tự về hay là ông đi đón? Hôm nay bảo cô giáo bảo nghỉ mà. À, thế là sáng nay Mạnh không đi học rồi đúng không? Ừ. Không biết là tiết đó bảo hôm nay nghỉ một ngày. Vâng. Đấy, thứ tư sao? Vâng. Lại từ từ ông cháu đi ra đây một tí. Rồi, ra bên này thì có vẻ như là ít rộng hơn rồi ông ạ. Nhưng mà cũng khá là dốc cái chỗ này ấy. Nếu dốc nó không có cây trâu thì... Vâng. À, dưới kia là có đường rồi không? Vâng, có đường ở đây. Ở dưới kia có cái cây gì lá tím tím đẹp đẹp đấy không? À. Ông cũng biết không kìa? Trong rừng này có thuốc mắt gan không ông? Rừng bên này ấy. Rừng này không có rồi, vì nó có cây bé thì nhiều lắm. À, nhưng mà có cây bé đúng không? Ừ. Dưới kia cháu đây có cái cây tím tím kìa, không biết là cây gì nhiều nhiều trước mặt ông ấy. Cái lá nó tím tím ấy. Đây chứ họ thuốc ho mà người trâu nó về lấy. À. Mà có cái này mới có cái gì kia nó không có. À, rừng này ở đây này. Đấy. Cái cây này tím tím này các bác này, nhìn trong rất là dị này. Ở trên này thì có vẻ như có cái gì đốm đốm này. À, ra bên này thì có một cái dây điện người ta kéo qua đây rồi đây này. Vâng, đi đúng theo cái dây này đi bên kia xuống. Vâng. Thế là bây giờ là qua đến đất của nhà anh Phòng đúng không? Bây giờ đến đất của nhà anh Phong, đất này là đất của người khác đúng không? Cái này cũng chưa phải của Phong. Dưới kia kìa? Phong bên kia. Cái này của ông bắt ở dưới. Vâng. Cái em nó chia nhau. Thấy ở đây thì là hai chị Nguyễn Thúy cũng có nói với cháu Lực là khi mà kéo điện đấy các bác thì có thể là thuê thêm người vào để mà phụ giúp ông. Đấy thì cháu Lực cũng đã nói với lại chị là những cái phần này ấy, thì là để cho cháu Lực xem là có nhờ được ai không, mấy anh em thợ không thì thế bớt thêm là cái phần kinh phí một chút. Đấy, chứ không là cái gì cũng lạm dụng tiền của hai chị cho quá thì thành ra là cảm giác như rất là ỷ lại các bác. Tính của cháu Lực thì cháu Lực không có thích điều này cả. Đấy, cháu Lực thì không có giúp được
được tiền, nhưng mà cháu Lực sẽ giúp sức cho những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đang đi chia sẻ. À, là đây có một đường dây điện trên này này ông nhỉ? À, bên này thì có đường đi à ông? Bên này có đường đi nhà người ta à? Bên nhà, bên kia có bên nhà ấy. Vâng. Nó đi làm dụng ở bên kia. Vâng. À, đây cũng có ống nước này. Ống nước nhà bên kia lấy về. Thế là một tí là kéo đi xuống nhà ông là thẳng từ dưới này lên, dưới này xuống không còn đâu? Cái dây đi xuống rồi. À, thẳng từ dưới này lên đúng không? Nhưng mà tí, ôi, nhưng mà tí mình phải xem hướng dây điện của mình đi nào. Đi trước để thước một tí ở đây. Vâng. Dây người ta để cao quá. Xuống xem một đoạn. Ôi, cái này có vẻ như là dây điện của nhà ai bị đổ đây nè. À, đây là dây nhà ai đây không? Bây giờ cháu hãy chúc kiếm ở dưới đây. Cái dây điện này là bao nhiêu nhà dùng? Hai nhà. À, dây điện là hai nhà dùng hả ông? Ui. Dây điện này thì là hai nhà dùng các bác, còn là dây điện nhà ông là chỉ có một mình nhà ông cháu dùng thôi. Hôm nay như kiểu là có vẻ như là hôm nọ bị đổ. Ôi ôi, như đây như kiểu là ai lấy quỷ ở đây không? Cái này. Hả? Chắc trẻ con lấy chơi. Nhưng mà đây là chắc trẻ con à nhỉ? À, thấy bảo là nếu mà theo cái sự hiểu biết của cháu Lực cô bác nhá, là những cái bó củi này là đi vào trong rừng ấy là không, mình không nên đem về. Sợ con ma đấy. Sợ con ma hả ông? Biết tí thế này. Ừ. Nhưng mà đây này, đây cũng có này ông này. Đấy. Bên này không có này cô bác này. Nhưng cái bó này thì là bó bé này, nếu mà bó này như này là nếu mà đi lên rừng già là mình không nên lấy đúng không? Không nên lấy được. Cái cây này là bị đổ hay là người ta chặt đấy không? Bị gáy không ạ cây này? Chủ nó không để xem đấy. Mấy cây thung nó hỏng mấy cây. Vâng. Đây là cây sao mộc không ạ, không phải thung. Đây thì thường mình gọi là sao mộc không ạ. Đấy. Hầu như là đa số là rừng ở trên vùng cao thì ai cũng đều trồng là cây sao mộc là nhiều các bác. Cây sao mộc thì nó cũng được giá hơn, với lại là làm nhà này kia nó cũng tốt hơn. Nếu mà lấy ngâm qua nước tầm 1 đến 1 năm ấy, 1 năm, 1 năm rưỡi là nó rất là chắc chắn, nó không bị mọt ăn đấy. Ui, để mà kéo được cái đường điện này thì cũng không phải đơn giản đâu ông ạ. Đấy, những cái cây cỏ này này, cô bác này, cây này mà không có đeo giày vào đấy là cứa rất là đau, nó sắc như kiểu một cái dao lam ấy. À, đấy, đến là đường rồi ông. Đấy, bây giờ là đến rừng nhà anh Phòng đúng không ông? Thế là ở bên này thì ông cháu mình cũng đi rồi thì cũng phải đi đúng không ạ? Ở tí mình cứ đi theo cái dây điện này đi xuống thôi. Đây chắc đi xuống thẳng đây luôn. Vâng. Thẳng đây. Vâng. Không, nếu mà hôm nào mình kéo thì mình kéo từ đoạn dưới này đi, đoạn dưới này xuống thì cháu Lực cũng đã cùng với ông đi xem rồi các bác ạ. Hôm nay là ăn cơm ở trên nhà của anh thợ kia đúng không bác? À ông. Vâng. Thầy ăn thử nó bảo lắp lên đi xuống dưới sao lắm. Vâng. Mà cứ một tí là đi nhà bên kia lắm rồi. Vâng. Đấy, một tí nữa là sẽ cùng là một cô với lại thêm là một chú nữa về điện lực các bác là sẽ ăn cơm ở trên nhà bố mẹ của anh Phòng. Tại vì là đi từ đây đi xuống dưới thì khá là xa. Đây, còn là nhà của anh Phòng thì là tít ra phía bên kia các bác, không biết là các bác có nhìn thấy không. Đấy, chỗ mà cháu được zoom lên ấy, là bị sạt rồi. Bây giờ thì hầu như là hai vợ chồng là không có ở được bên đấy nữa, là di chuyển qua bên này để mà ở nhờ bố mẹ.
đến là lúc nào mà có kinh phí thì sẽ làm. Hai vợ chồng của anh thì cũng phải nói là rất là tốt tính các bác ạ, giúp đỡ cho hai ông cháu rất là nhiều. Bây giờ thì đi đường nào ra đến chỗ người ta lắp điện không? Thế có mời dầm một tí, bên dốc đi. Bên dốc á? Ừ. Thế mình qua cái đường này đi ra bên kia không được không? Không được, dầm lắm. Lấy cái này thì lên dốc lên một tí, có đường lên trên thì... À, nhưng mà có đường lên trên đúng không? Là bây giờ ông cháu mình lại lên đường này để mà ra chỗ cột điện đúng không? Vâng. Ừ. Thế bây giờ ông cháu mình ra bên kia xem nào. À, mấy chú kia là lắp xong cái điện chưa? Mà đi khó đấy, đấy có một. À. Thế vừa rồi là ông cháu mình đi đường nào ấy không? Đúng. Vừa rồi ông cháu mình đi đường nào ấy? Bên kia được không? À, vừa rồi cháu mình đi đường kia kia đúng không? Đúng. Ui, cái sao mộc này là cái lá của nó như kiểu một cái kim không bác, đốt ra khá là đầu. Cái đường này có vẻ như là vẫn có người đi qua không nhỉ? Vâng, chắc thỉnh thoảng có người đi. Chứ đâu bác, cái nặng nó đi đường thẳng nó xuống đây. À, thế là có cái vết vết và như kiểu là kéo cây đấy. Giày này đi cũng bám đấy không nhỉ? Hai ông cháu hôm nay là đi là cả nguyên một buổi là chỉ để xem cái đường dây điện thôi. Thấy bảo ở đầu video thì hiện tại là anh Phong đang giúp cháu Lực là ở phía bên kia là xem các cô là lắp xem là cần là những cái gì thì sẽ tiếp tục là bảo với cháu Lực. Sắp đến đường không? Ui giời. Nhưng mà tí mình kéo điện là không vào đường này đúng không? Vào đường này đâu. Vâng. Sau khi mà leo một cái quả đồi là sao không buồn nói gì đâu các bác ạ. Hay à. Thì ra đường rồi. Hay thế vừa rồi là hai ông cháu là đi một vòng là chỗ nào mà cần là dây điện kéo qua là hai ông cháu là đi được hết rồi đấy. Dây này đi là không cần tất đâu không ạ, dây này. Hôm nọ cháu tưởng là dùng tất cho nên là lúc đầu cháu cũng đeo tất. Xong rồi về sau thì cháu bỏ tất ra thì đi nó thoải mái hơn. Trước đó thì kẹt rồi. Vâng. Cháu không đi hơn. Vâng. Ui. Cái gì đấy? Không biết là cái gì? Trẻ con hay sao không ạ? Thế là trẻ con lấy cùi. Hai ông cháu đi thì vừa rồi nghe thấy một tiếng động ở trên này khá là lớn nhưng mà không biết là tiếng gì. Đấy, thưa các bác, hiện tại thì là ở phía bên kia thì mấy chú thợ cũng đã nối xong rồi các bác ạ. Và cái đường điện thì ra đến tận đây rồi. Bây giờ thì có lẽ là chắc là phải nghỉ trưa đã các bác ạ. Ăn trưa đã, nếu mà buổi chiều nay
tiếp tục được thì cháu được sẽ tiếp tục là ghi hình cho các bác xem là một buổi mà kéo điện ở nhà hai ông cháu của bác nhé. Bây giờ thì đi ra nhà anh thợ là ăn cơm nữa ông nhỉ? Đấy, buổi sáng nay thì ông cũng có là lấy thức ăn từ dưới nhà lên và cháu Lực cũng đã mua thêm vào để mà ăn cơm. Đấy, bây giờ thì cũng gần là 1 giờ trưa rồi các bác. Gần 1 giờ chiều rồi. Đấy thì ông để làm gì đấy? Xem nào, đây cháu cầm cho. Cái này không buộc không được đâu ông ạ. Đấy đấy, cái này buộc không được đâu. Thế định nhóm bếp không? Vâng. Cháy tốt lắm. Vâng. Hai phía bên kia thì bây giờ là các chú thợ cũng đang các chú thợ thì di chuyển ra nhà của anh phòng trước rồi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì các chú nói rằng nếu mà không có lắp thêm cái đấy là cái gì ông nhỉ? Ông ấy ông thợ ông lên lắp thêm cái gì nhỉ? Thợ điện đấy, hộp cái gì nhỉ? Lắp thêm một hộp công tơ thì mấy lâu như vậy các bác ạ, chứ không là nếu mà có hộp sắn thì đã kéo độ tầm độ mấy chú thợ là lắp độ tầm 1 tiếng là xong rồi. Này các chú thì không có đi xe được đi xuống nữa các bác. Đồ thì để đây, hôm nay thì là các chú là thay thêm cái này các bác này, thành ra là hơi lâu một chút chứ không là kéo từ lâu rồi. Hôm nay thì sẽ lại tiếp tục là ăn cơm ở nhà bố mẹ của anh phòng của bác ạ. Thức ăn thì vừa rồi ông cũng bắt ở dưới nhà lên là một con gà và cháu Đức cũng đã mua thêm là thức ăn. Đấy, cái này thì gọi là như các chú thợ thì cũng không có bắt buộc đâu. Đấy, nhưng mà đấy là cái tấm lòng của mình thôi các bác. Xin chào các bác. Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ của bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, nước uống hàng ngày. Đúng rồi, nước uống hàng ngày à? Vâng. Đấy, vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này của bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này của bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh của bác. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Ông thì có lời cho các bác, các chị thì khi ra lúc này để mà uống bình nước và uống mà hàng ngày thôi, hoặc các chị liên quan đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các
chị cấp em cấp chị gần nữa rồi không biết nói nhiều, em xin cảm ơn các chị các bác, em xin cảm ơn. Mm-hmm.